đây là chợ rau, chợ cá. Ở đây là chợ cá nè. Bên tay trái mình có con đường để mình đi ra. Gà vịt. Em xin chào các anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay thì em xin dẫn các anh chị các bạn cùng đi trên con đường Phạm Văn Đồng ngày nay ha, đi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Con đường đi đến sân bay này rất là lớn và rộng, xe chạy rất là thoải mái, không có quá nhiều đèn xanh đèn đỏ. Trước mặt chúng ta đó là cái giao lộ Phạm Văn Đồng và đường Phan Văn Trị đi về Gò Vấp. Trên đường Phan Văn Trị đó thì có cái chợ, hình như là chợ cây thị. Nhưng mà hành trình hôm nay chúng ta không có đi đường Phan Văn Trị ha, mà chúng ta sẽ đi dọc theo cái đường Phạm Văn Đồng này. Rồi em mời các anh chị bạn cùng tham gia nha. Nhân đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành trên suốt những cái chặng đường, những cái cung đường, những con hẻm, những quán ăn. Thông qua những lời chia sẻ của các anh chị các bạn thì em hiểu hơn về những cái hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa và những kỷ niệm của các anh chị. Rồi chúng ta đi một dọc theo tuyến đường này ha. Rồi tôi thấy con đường này rất là lớn. Gần khu vực này thì có cái quán bánh xèo của cậu Út của Nị. Thì chắc hôm nào em sẽ làm cái review về cái quán bánh xèo này thử. Thì thật ra cậu Út làm cũng rất là ngon, nhưng mà hồi trước giờ đi review ở hàng quán này nọ chứ chưa có review của cậu Út. Chắc hẹn hôm nào các anh chị bạn chúng ta cùng ăn bánh xèo nha, để ủng hộ cậu Út. Chúng ta thấy con đường này rất là đẹp nè, và có hàng cây rất là mát, hai dãy nhà hai bên rất là đẹp. Thường người ta nói đường rộng, đường đẹp là nhà sẽ đẹp theo. Cái con đường này đi từ cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu cho đến sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Nếu mà ngược lại, theo hướng ngược lại chúng ta sẽ đi ra cái xa lộ Hà Nội. Ngày xưa thì đó gọi là xa lộ Sài Gòn Biên Hòa, dài chỉ có 30 km thôi, 31 km thôi, rộng 14 m. Nó khoảng chừng nhỏ xíu, nhỏ hơn con đường này. Nhưng mà bây giờ thì xa lộ Hà Nội rất là lớn và rất là hiện đại. Nơi đó có những hạ tầng rất là lớn, mang cái dấu ấn của bước ngoặt phát triển. Đó là những cái tuyến metro, đường tàu cao tốc. Những cái tàu điện cao tốc đó thì chắc có lẽ phải một thời gian nữa Sài Gòn mới hoàn thành được. Bởi vì tiến độ bây giờ cũng rất là không có chính xác. thấy con đường này chạy xe rất là thoải mái luôn à. Chạy xe sướng luôn á. Nếu mà chạy từ sân bay mà đến cầu Bình Triệu, Bình Lợi á thì tầm 10 phút. Rồi chúng ta vừa chạy qua cái đường rầy xe lửa. Ở đoạn đường này cái đặc trưng thì em thấy bán rất là nhiều nước cam ép, rồi nước giải khát, quán cà phê, nước dừa, bán dọc hai bên đường. Chúng ta thấy bên tay trái, bên tay phải chúng ta, bên tay trái kia cũng vậy. Chắc có lẽ đường này nắng quá nên bán nước dễ hơn. Ở đây cũng có mấy con đường lạ lạ, đường Lê Lợi. Trước đây thì con đường Võ Văn Kiệt, Đại lộ Đông Tây là con đường lớn nhất và đẹp nhất Sài Gòn. Thì ngày nay con đường này đã lên ngôi vị lớn nhất, đẹp nhất Sài Gòn rồi. Đường Đại lộ Đông Tây, Bến Dương ngày xưa thì bây giờ nó thành thứ hai, không còn thứ nhất nữa. Con đường này mới là con đường thứ nhất nè, đẹp nhất, lớn nhất, rộng nhất nữa. Đây chúng ta thấy những cái cầu đi bộ, bắc qua bên kia đường. Ở đây thì không có địa danh du lịch nào nổi trội ha, chỉ có những cái hình ảnh của đường phố thôi. Nếu mà bây giờ từ đây chúng ta đi Biên Hòa nữa là mình sẽ đi đường này cũng được nữa nè. Nếu mà từ sân bay các anh chị đáp xuống sân bay mình đi về Biên Hòa, Đồng Nai thì mình đi cái trục đường này. Đây là giao lộ Nguyễn Thái Sơn với lại Phạm Văn Đồng. Đây là cây cầu vượt Nguyễn Kiệm. Hồi xưa đường Võ Di Nguy thì bây giờ rất là khác nè. Thấy những cây cầu vượt rất là lớn ở đây. Nếu ta quẹo phải thì mình sẽ đi về đường Nguyễn Quanh, Gò Dấp. Nơi đó có những cái ngày xưa thì có những cái doanh trại quân đội. Thì ngày nay thì cũng là những doanh trại quân đội nhưng mà rất là nhiều nhà dân mọc lên. Hồi xưa thì ít nhà dân. Ngay đây có cái chợ Tân Sơn Nhất. Bên tay phải chúng ta có chợ Tân Sơn Nhất, chợ rất là xưa ở đây. Để thẳng hướng này mình sẽ đi về tới sân bay luôn nè. Chợ Tân Sơn Nhất thì bên tay phải mình ha. Sẵn đi vô đây một vòng chợ Tân Sơn Nhất cho các anh chị các bạn, cô chú mình nếu mà có ai có kỷ niệm về ngôi chợ này thì mình cùng xem lại ha. Chợ này buổi trưa thì người ta cũng dọn bớt rồi, buổi tối mới đông, có rất là đông luôn. Bên tay trái mình có chung cư mới xây lên, chung cư Vạn Đô. của chung cư Hà Đô. Bên tay phải cũng là một cái nhà máy, nhà xưởng. Ở đây có trường Đại học Mở. Nhà hàng Adora, chứ phải nhà xưởng. Ở đây đất trống nhiều lắm. Bên tay trái mình phải, tay trái thì có những cái kiosk cho thuê. Đây là đường Nguyễn Kiệm đó, cây cầu lúc nãy chúng ta đi phía dưới đó, đi thẳng hướng này mình sẽ đi về quận Nhất. Chúng ta sẽ quẹo phải tiếp tục vô cái chợ Tân Sơn Nhất này. Chợ này có mấy ngõ ra luôn, mấy ngõ vô luôn. Đây là chợ rau, chợ cá. Ở đây là chợ cá nè. Bên tay trái mình có con đường để mình đi ra. Gà vịt. Tối quá trời. Rồi chúng ta đi ra đường lớn nha, ra đường Bạch Đằng. Một số hình ảnh sơ ở khu chợ của các anh chị các bạn, chúng ta cùng nhìn lại thôi. Hôm nào có dịp thì em sẽ đi sâu hơn để bà con mình nhìn cho rõ hơn ha. Cái chợ đó bán tới 9-10 giờ đêm luôn á. Vì ông khu này, ngôi chợ đó là lớn nhất. Thẳng hướng này mình sẽ ra sân bay nè, và con đường nối tiếp với đường Phạm Văn Đồng lúc nãy thì đó là đường Bạch Đằng. Đường Bạch Đằng này thì có hai con đường, một con đường một chiều lên sân bay, một con đường từ sân bay trở đi, một chiều lên một chiều xuống á. Còn bên tay phải chúng ta đó có con hẻm, con đường Nguyễn Văn Sâm để đi đến cái khu quân đội. Đi đường này để các anh chị hình dung được cung đường mà khi nếu mà chúng ta đi về Đồng Nai mà đi lên Sài Gòn thì chúng ta sẽ đi cái đường này. Nếu mà các anh chị quê ở Đồng Nai mà đi sân bay để lên máy bay thì mình sẽ đi con đường này ha. Nhà khu này thấy nhà rất là kiên cố. Bên đường đèn đỏ tí nha. Đường nhỏ, đường Hồng Hà để đi vô khu quân đội luôn á. Phía trước chúng ta đó là cây cầu vượt, và đi tới tí nữa thì có cầu vượt bắc qua đi đến sân bay, vô cái khu sân bay. Ồ, Sài Gòn đang nắng chuẩn bị mưa rồi. Nhiễu hạt lại các anh chị các bạn ơi. Sài Gòn mưa nắng bất chợt lắm, bỗng nhiên đang nắng mà trời lại mưa, rất là dễ bệnh. Đó, mưa luôn. Và kiếm chỗ mình mặc áo mưa vô thôi. Đó, những cái đường quẹo phải nè để đi vô sân bay đó. Một bên là vô ga trong nước, một bên là vô ga quốc tế. Ta tiếp tục luôn, khỏi mặt áo mưa luôn. Thẳng đường này mình sẽ đến công viên Hoàng Văn Thụ, về đường Công Lý. Hôm nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó. Một số hình ảnh ở khu vực đường Phạm Văn Đồng đi đến sân bay Tân Sơn Nhất và cái ngôi chợ Tân Sơn Nhất gửi đến các anh chị và các bạn. Chúng ta cùng nhìn ngó lại và cập nhật một số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay. Biết đâu khi mà các anh chị bạn có về Sài Gòn hoặc là chúng ta đã từng đi qua những cái cung đường này thì đây là cái video để có dịp chúng ta nhìn lại. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Trời nắng lên đấy. Tự nhiên mưa xong rồi nắng, nắng xong rồi mưa.